Bạn thân mến, bạn đã bao giờ cho ai vay chưa ạ? Có lẽ là chắc chắn rồi đúng không ạ? Người thân, bạn bè, anh chị em, bố mẹ đúng không ạ? Nhưng nếu mà một người lạ, một người bạn chưa từng quen biết, một doanh nghiệp mà muốn vay bạn, bạn đã bao giờ cho vay chưa ạ? Nếu bạn chưa cho vay thì cái video này hôm nay Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận từ một cái hình thức rất là mới mẻ này ở Việt Nam nhưng cũng tồn tại khá là lâu rồi ở trên thế giới. Xin mời anh chị và các bạn đến với một cái hình thức rất mới về đầu tư cho vay, đó chính là cho vay ngang hàng peer to peer lending. Xin mời các bạn đến với video của Hòa các bạn nha. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ đây là một trong những cái câu hỏi mà Hòa được hỏi nhiều nhất trong thời gian vừa qua trên blog tiền của tôi.vn. Hòa đã đầu tư cho vay ngang hàng cũng gần 2 năm rồi anh chị các bạn ạ. Từ năm 2018 đến giờ. Và có lẽ đây là một trong những nền tảng mà đầu tiên mà mình join vào cái thị trường peer-to-peer lending. Thế thì cái đầu tư cho vay ngang hàng này nó thực tế như thế nào, bản chất nó ra sao, rủi ro nó như thế nào, thì Hòa sẽ có một cái series các cái video để chia sẻ với anh chị và các bạn. Vì Hòa sẽ cắt ra nên là anh chị và các bạn sẽ theo dõi từng phần để anh chị và các bạn dễ hiểu hơn. Hòa ví dụ như thế này, anh Tèo anh ý đang cần mua một chiếc điện thoại iPhone như thế này, anh ấy chỉ có 2 triệu thôi đấy, có 2 triệu nhưng mà cái chiếc iPhone này nó lại có giá là 6 triệu cơ, đúng không ạ? iPhone này có giá là 6 triệu, thế thì anh ấy phải vay đúng không, vay 4 triệu đúng không nào, anh ấy phải vay 4 triệu để mua được iPhone 6 triệu, thế thì anh ấy vay ai? Đúng anh chị các bạn, một là anh ấy vay người thân, người thân là đơn giản nhất, người thân cho mình vay thì mình sở hữu cái iPhone này đúng không ạ, hoặc là gì, ngân hàng hoặc công ty tài chính đúng không ạ, công ty tài chính, công ty tài chính là dễ nhất đấy, để vay được mua cái chiếc iPhone này. Tuy nhiên nếu hai cái đồng chí này là người thân hay là ngân hàng không cho vay thì làm như thế nào, đúng không nào, anh vẫn mong muốn sở hữu cái iPhone này đó, quan trọng là như thế, và cái nhu cầu này rất là nhiều anh chị và các bạn ạ, thậm chí là gì, anh cũng không muốn động chạm gì đến người thân hay bạn bè để vay cơ, ngân hàng thì không đủ điều kiện, anh ấy muốn tìm một người lạ để mà cho anh ấy vay đó, cái nhu cầu này nhiều lắm anh chị và các bạn ạ, cực kỳ nhiều luôn. Rõ ràng là anh ấy sẽ cần một người cho vay thì người đó là ai đó, để xuất phát trên cái nhu cầu đó thì một tổ chức đã ra đời để mà tìm kiếm các cái người mà cho anh Tèo vay, thì đó chính là các cái công ty peer-to-peer lending, chính là các cái công ty cho vay ngang hàng anh chị các bạn ạ. Các công ty này sẽ tìm kiếm những nhà đầu tư cho vay để cho anh Tèo vay cái 4 triệu này đó, thì nó nguyên nhân là xuất phát từ nhu cầu thực tế để mà tạo ra được một cái hình thức đầu tư cho vay ngang hàng như thế này. Hòa lấy một cái ví dụ thứ hai để anh chị dễ hình dung hơn ở góc độ là doanh nghiệp anh chị và các bạn nhé. Xin mời anh chị và các bạn. Hòa lấy một cái ví dụ như thế này. Doanh nghiệp là doanh nghiệp ABC. ABC đang cần vốn để kinh doanh cuối năm. Công ty này cần là 200 triệu đồng đúng không ạ?
công ty này vừa và nhỏ thôi, không phải công ty lớn, cần 200 triệu đồng. Bây giờ họ có 100 triệu dòng rồi. Đó. Thế thì họ phải vay là 100 triệu đồng. Đúng ạ? Thế thì thông thường là công ty này sẽ hỏi vay ngân hàng, đúng ạ? Vay ngân hàng. Đúng ạ? Nhưng ngân hàng lại không cho họ vay, bởi vì sao? Không đủ điều kiện để vay. Tiếp theo họ lại vay của cổ đông chẳng hạn. Đúng không ạ? Vay của cổ đông hay là huy động vốn của cổ đông nhưng không có tiền, hay là họ vay ở đâu nữa, đúng không ạ? Hay là họ gọi vốn, đúng không ạ? Gọi vốn bán cổ phần nhưng mà có thể là họ không muốn bán. Thế thì bây giờ họ tìm một cái người vay cho vay khác, đúng không ạ? Họ sẽ tìm một cái người cho vay khác để mà cho họ vay 100 triệu này. Thì bây giờ họ biết tìm ở đâu, đúng không ạ? Họ có thể giao trên mạng, họ mua giao không, đúng không ạ? Rõ ràng là nhu cầu xuất phát từ thực tế và rất là nhiều, cực sự là rất là nhiều các doanh nghiệp SME. Hiện tại ở Việt Nam có hàng triệu doanh nghiệp SME mà các ngân hàng không cung cấp cho vay. Thế thì họ sẽ phải làm như thế nào, đúng không ạ? Chính vì cái nhu cầu này mà lại xuất hiện các công ty cho vay ngân hàng, đúng không ạ? Cho vay ngang hàng, đó là công ty peer to peer lending, tìm nhà đầu tư cho vay, tìm những nhà đầu tư cho vay để cung cấp vốn 100 triệu này cho cái công ty ABC này, đúng không ạ? Đó, đó là lý do mà hình thành lên cái công ty cho vay ngân hàng này. Bản chất là xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp ABC cần vốn để vay. Như vậy là Hòa đã vừa chia sẻ với anh chị và các bạn hai cái ví dụ minh họa về thực tế cái nhu cầu về vay vốn để mà hình thành lên cái công ty cho vay ngân hàng P2P, tìm kiếm các nhà đầu tư cho vay cho các cái người vay là doanh nghiệp hay những cái cá nhân như thế nào, đúng không ạ? Như vậy là anh chị và các bạn đã hiểu rằng là vì sao xuất hiện các công ty cho vay ngang hàng như thế này rồi, đúng không ạ? Có lẽ thì Hòa sẽ đi vào chi tiết hơn để giúp anh chị và các bạn hiểu được rõ hơn về những cái chức năng của công ty cho vay ngang hàng để anh chị và các bạn hiểu rõ hơn, anh chị và các bạn nhé. Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn hiểu rõ về cho vay ngang hàng xuất phát từ nhu cầu của người vay vốn, đúng không ạ? Và người đầu tư cho vay chính là nhà đầu tư. Thế thì cái nhu cầu của người vay vốn là gì? Họ có nhu cầu vay tiền, họ muốn thủ tục đơn giản và họ muốn trả nợ gốc lãi thuận tiện nhất. Còn người cho vay thì sao? Họ muốn đầu tư tiền nhàn rỗi và sinh lợi nhuận tốt hơn tiết kiệm ngân hàng. Họ muốn thu hồi gốc lãi đúng hạn và họ muốn đầu tư một cách đơn giản thuận tiện, hoàn toàn online, rất là thuận tiện, đúng không ạ? Thế thì công ty cho vay ngân hàng họ sinh ra để họ làm các cái chức năng là: một là họ tìm kiếm người vay, hai họ tìm kiếm người cho vay, ba họ kết nối người vay và người cho vay phù hợp với nhau theo nhu cầu, bốn là họ thẩm định người vay vốn cho nhà đầu tư, năm là họ thực hiện các cái thủ tục mà ủy quyền để ký hợp đồng vay và giải ngân, tức là họ làm thay cho nhà đầu tư cho vay đấy ạ, họ làm thay hết, ký hợp đồng vay giải ngân thay. Và sáu là họ quản lý và thu hồi các khoản nợ hoàn toàn online và bằng công nghệ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần vào đấy để xem thôi, không cần phải phức tạp hóa cái việc là quản trị cái tiền vay như thế nào, đúng không ạ? Ngày xưa thì mình sẽ phải quản lý bằng sổ sách, ghi chép các thứ phức tạp vất vả. Bây giờ có công ty rồi thì nó quản lý cho mình trên app thôi. Và thứ bảy là gì? Họ sẽ xử lý các cái khoản nợ quá hạn của người vay vốn cho nhà đầu tư cho vay. Đó là bảy cái chức năng mà công ty cho vay ngân hàng sẽ hỗ trợ cho người cho vay cũng như là người vay vốn để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Đó.
xin chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ như vậy các bạn nha. Anh chị và các bạn thân mến, cái quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư cho vay ngân hàng hiện tại thực sự là vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể bám theo cơ sở pháp lý, đó chính là Bộ Luật Dân sự năm 2015 để chúng ta thực hiện, tức là cho vay dân sự ạ, cho vay cá nhân giữa cá nhân với nhau. Và thứ hai nữa là gì? Chính phủ cũng đang có một cái cơ chế thí nghiệm fintech đã đưa ra một cái dự thảo rồi. Anh chị có thể xem cái dự thảo về cơ chế thử nghiệm fintech ở đây, cho phép hoạt động của các công ty cho vay ngân hàng được thử nghiệm, anh chị bạn nhé. Và cái thứ ba mà Hòa muốn chia sẻ đó chính là cái quy định của luật hình sự. Tức là sao? Tức là chúng ta chỉ được cho vay dưới 100% thôi. Đó, và trên 100% thì chúng ta sẽ phạm tội là cho vay nặng lãi, anh chị và các bạn nhé. Rõ ràng đó là những cái quy định pháp luật rất là chặt chẽ để cho các nhà đầu tư cho vay có thể thực hiện. Vì bản chất ở đây là điều là hình thức cho vay dân sự thôi. Nhưng hoạt động thông qua các công ty cho vay ngân hàng, họ hỗ trợ cho chúng ta tìm kiếm khách hàng, đúng không ạ? Thẩm định, đánh giá, thu hồi nợ khách hàng vay cho chúng ta. Anh chị và các bạn như vậy đã hình dung và hiểu được rằng là cho vay ngân hàng thì bản chất nó vẫn đang là cho vay dân sự thôi, nó không khác gì cả, nhưng nó có sự hỗ trợ của bên thứ ba và nó vẫn hoạt động tuân theo quy định của luật dân sự, anh chị và các bạn nhé. Và các doanh nghiệp họ vẫn đang hoạt động dưới hai cái nội dung đăng ký kinh doanh, đó chính là hoạt động tư vấn tài chính không biết phân vào đâu, và thứ hai là hoạt động cho vay cầm đồ. Đó, thì đấy là anh chị và các bạn có thể hiểu rằng là họ là một trung gian để mà hỗ trợ chúng ta tư vấn tài chính cho chúng ta đầu tư cho vay, anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cái cách thức để mà kiếm tiền với hình thức cho vay ngân hàng này, anh chị các bạn nhé. Hòa lấy một cái ví dụ như thế này. Khoản vay mà anh Tèo anh ấy vay là vay 4 triệu đúng không? Thế thì khi mà chúng ta cho anh ấy vay 4 triệu thì nó sẽ phát sinh một cái khoản lãi. Hòa ví dụ như khoản lãi là 18% trên 5, đúng không? Giả sử anh ấy vay là 3 tháng chẳng hạn, đúng không ạ? Anh ấy vay 3 tháng để anh ấy mua cái chiếc iPhone này. Vậy thì cái số tiền anh Tèo anh ấy phải trả là bao nhiêu? Chính là cái lãi mà nhà đầu tư cho vay sẽ nhận được, đúng không ạ? Thì sẽ lấy 4 triệu, đúng không ạ? Nhân với cả 18%, đúng không ạ? Nhân với cả 3 chia cho 12. Đó. Tính vo như thế này. Nhưng thực tế thì sẽ tính theo số ngày chi tiết, nó sẽ tùy theo cái cách tính của từng công ty cho vay ngân hàng. Nhưng hoặc ước lượng nó như thế này cho anh chị và các bạn dễ hình dung nhá. Thì có phải là chúng ta sẽ tính được rằng là 4 nhân với 18% nhân với 3 chia cho 12. Anh chị và các bạn sẽ cùng tính nhá, xem nó bằng bao nhiêu. Nó sẽ ra là 180k. Đó. Tức là sau 3 tháng đầu tư thì nhà đầu tư sẽ thu được 180k. Đó. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Hòa lấy một cái ví dụ thứ hai để cho anh chị các bạn xem. Đó chính là doanh nghiệp ABC, đúng không? Doanh nghiệp ABC vay 100 triệu đó. Thế thì hòa giả sử như họ vay là 2 tháng thôi. Với lãi suất vay là 15%. Thế thì cái lãi vay ở đây mà họ phải trả
chính là cái lợi nhuận mà nhà đầu tư được là bao nhiêu? Sẽ bằng 100 triệu đúng không? Chúng ta nhân với cả 15% đúng không? Chúng ta nhân với cả 2 chia cho 12 ra là bao nhiêu? 2,5 triệu. Đó, tức là trong 2 tháng thì nhà đầu tư sẽ nhận được 2,5 triệu. Đơn giản như vậy thôi. Rõ ràng là khi đầu tư cho vay ngân hàng thì anh chị và các bạn sẽ nhận lãi cho vay. Đó chính là tiền mà anh chị và các bạn kiếm được từ đầu tư cho vay ngân hàng. Nó rất là đơn giản như vậy, đúng không anh chị và các bạn? Trong cái phần video này, Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu rõ về cái rủi ro đầu tư cho vay ngân hàng là như thế nào. Có lẽ chỉ những người đã đầu tư khá là nhiều như Hòa mới hiểu rõ được các cái rủi ro đầu tư cho vay ngân hàng là gì, anh chị các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được một cái rủi ro cực kỳ là cao. Đó chính là công ty cho vay ngân hàng người ta sử dụng vốn sai mục đích của anh chị các bạn. Và Hòa sẽ phân tích cho anh chị các bạn sao xem nhé. Anh chị và các bạn nhìn cái sơ đồ này của Hòa về dòng tiền nhé. Tại sao Hòa có thể nói là công ty cho vay ngân hàng có thể sử dụng vốn sai mục đích? Tiền của nhà đầu tư chúng ta, đúng không? Người ta chuyển qua công ty cho vay ngân hàng, sau đó thì công ty cho vay ngân hàng họ sẽ chuyển tiền vay này cho khách hàng, đúng không nào? Thế thì vấn đề đây là gì? Nếu mà người vay là thật, đúng không nào? Công ty cho vay ngân hàng họ nhận tiền của mình, họ chuyển đi cho khách hàng vay đây là thật thì không thành vấn đề, mục đích đúng, đúng không nào? Nhưng nếu mà họ không chuyển cho người vay này mà họ lại làm cái việc khác, tiền về đây họ lại làm việc khác, đúng không ạ? Làm việc khác, họ đi làm gì? Họ đi cho vay khách hàng B mình không biết, đúng không nào? Họ đi đầu tư chứng khoán, họ đi đầu tư forex hoặc gì, đơn giản là họ lừa đảo chúng ta, họ lấy tiền của người trước lấy của chúng ta trả cho người sau đó, hoặc là gì, họ lấy tiền của người sau trả lãi cho chúng ta, đúng không nào? Thì đấy là một số cái phân tích của Hòa để minh họa cho việc là công ty cho vay ngân hàng nếu họ sử dụng vốn sai mục đích, sai so với những cái cam kết của họ thực hiện thì rủi ro rất là lớn. Và Hòa cho rằng đây là một rủi ro lớn nhất khi cho vay ngân hàng. Không có đơn vị quản lý dòng tiền, tiền này không ai quản lý cả. Nếu mà chúng ta đầu tư quỹ thì có ngân hàng giám sát, đúng không ạ? Nhưng qua công ty cho vay ngân hàng không có. Nếu mà chúng ta mua trái phiếu doanh nghiệp thì tiền của chúng ta được chuyển tới tổ chức phát hành, đúng không ạ? Đấy, rất là rõ ràng. Nhưng mà đây, qua một cái đơn vị thứ ba này thì không có ai giám sát cái hoạt động này cả, và phụ thuộc toàn bộ vào niềm tin của công ty cho vay ngân hàng này. Đó chính là rủi ro rất là lớn với nhà đầu tư khi mà sử dụng tiền sai mục đích. Cái rủi ro thứ hai mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị các bạn đó chính là khách hàng vay không trả được nợ cho anh chị các bạn. Rõ ràng là gì? Khi mà người vay người ta vay thì lúc đầu thì có thể là chúng ta đánh giá là tốt, nhưng có nhiều những nhân tố khách quan cũng như chủ quan, người ta không thể trả nợ được cho chúng ta gốc cộng lãi thì sao, đúng không nào? Thế thì đó chính là một trong những cái rủi ro thực tế xảy ra. Và bản thân mình khi đầu tư cho vay cho cả cá nhân cả doanh nghiệp vay ở một số nền tảng mà Hòa sẽ chia sẻ sau đều có quá hạn, có rồi, cái này thực tế luôn là có. Vì vậy mà anh chị và các bạn sẽ phải lường trước được cái rủi ro này là có, anh chị và các bạn nhé, chắc chắn là sẽ có khi đầu tư cho ngân hàng. Bởi vì sao? Các khách hàng này
thường là khách hàng không đạt tiêu chuẩn của ngân hàng hay mục tiêu chính, nên rủi ro sẽ cao hơn. Anh chị nhận lãi cao thì rõ ràng anh chị sẽ phải gặp phải rủi ro cao hơn, đúng không nào? Hoàn nói đến một cái rủi ro số 3, đó chính là công ty cho vay ngang hàng họ phá sản thì sao? Tất cả những cái công ty cho vay ngang hàng hiện nay đều rất là bé rất bé nhỏ, đều như cái dạng là startup. Nếu mà họ hoạt động kinh doanh không hiệu quả, họ phá sản thì sao, đúng nào? Đặc biệt nó có hai nhóm đi cho vay ngân hàng nhé. Cái nhóm thứ nhất là nhóm mà cam kết bảo đảm tiền vay. Đấy. Cái nhóm mà đã cam kết bảo đảm tiền vay này họ phá sản thì mọi cam kết dành cho bạn là vứt đi, không có giá trị nữa cả, đúng nào? Họ cam kết bảo đảm rằng là họ sẽ hoàn thành trả nợ thay cho khách hàng nếu khách hàng có hạn 100% cho bạn, nhưng họ phá sản thì sao? Vứt, đúng không ạ? Không còn giá trị nữa cả. Thứ hai là gì? Nếu họ hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì họ không thể có tiền trả lãi cho nhân viên, cho thuê văn phòng vân vân, đúng không nào? Họ không kiếm được nhà đầu tư, họ không kiếm được khách hàng vay, thì lấy đâu ra chi phí để trả cho các cái hoạt động đó, đúng không ạ? Phá sản. Thế thì khoản tiền đầu tư của chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Bạn sẽ phải tự đi mà xử lý với khách hàng. Nếu mà bạn có hợp đồng, đúng không? Bạn có văn bản ký kết, nhưng đây là toàn bộ văn bản hợp đồng điện tử chẳng hạn, lưu ở đâu? Văn bản nào là chứng từ để mà chúng ta đòi nợ các khách hàng cá nhân của chúng ta, đúng không nào? Lúc mà họ phá sản rồi, họ đóng sập cái app rồi thì lấy đâu ra mà đi đòi nào? Đòi kiểu gì ạ? Đúng không nào? Thế thì rõ ràng là đây là một rủi ro khá là lớn mà nhà đầu tư phải lưu ý, rất rất lưu ý về những rủi ro này. Vì thế mà gì? Phải chọn những công ty cho vay ngân hàng uy tín lớn mà đầu tư, còn những công ty nhỏ không có thương hiệu thì hạn chế hoặc bỏ nó đi, ví dụ như thế, đúng không? Anh chị và các bạn lưu ý như thế cho Hoàng nhé. Tiếp theo thì Hoàng sẽ chia sẻ với anh chị các bạn hai cái rủi ro nữa. Thực ra cái này nó sẽ không nhiều đâu. Thứ nhất là rủi ro về công nghệ. Các công ty cho vay ngân hàng bản chất là các công ty về công nghệ là chính. Vì vậy mà tất cả các cái hệ thống quản trị của họ, từ giải ngân, từ thu hồi nợ là qua hệ thống hết. Nếu mà hệ thống có lỗi thì đấy là rủi ro, chúng ta không thể đầu tư được, chúng ta không thể rút tiền được, vân vân. Thì có những trường hợp đấy xảy ra rất là nhiều, thường là có. Và anh chị và các bạn sẽ có thể là bị mất một vài ngày không rút được tiền, hoặc mất một vài ngày không thể đầu tư được. Đấy là chuyện bình thường có xảy ra đấy. Tiếp theo nữa là rủi ro về đạo vốn đầu tư là có. Là vì sao? Vì là nếu khách hàng chậm thanh toán cho anh chị và các bạn thì anh chị sẽ bị đậm vốn thôi. Đó. Rồi vài năm sau mình mới thu hồi được thì rõ ràng là chúng ta mới chết vốn ở trong đó, chúng ta không thu hồi được. Mà lúc đó thì khách hàng có thể là gì? Không trả nợ cho được cho chúng ta. Rồi thì nếu trong trường hợp mà có bảo hiểm thì cái vốn, cái hiệu quả đầu tư của chúng ta sẽ giảm. Ví dụ như mình đầu tư ở Tima chẳng hạn, thì nó có bảo hiểm chẳng hạn, bảo hiểm cho khoản vay. Thế nhưng mà ví dụ như khách hàng mà giải ngân xong đấy mà quá hạn ngay thì rõ ràng là hiệu quả không được 18% đâu, mà nó chỉ được 8-9% thôi, mặc dù là có bảo hiểm. Thì mình, ý mình nói đây là gì? Nó giảm từ 18% đấy một năm, nó chỉ về khoảng 8.6% trên năm. Đấy là khi mà khách hàng quá hạn đóng vốn thì rủi ro của mình đấy, mình vẫn thu được về gốc nhưng hiệu quả của mình giảm đi. Đó, nó rất đơn giản như vậy thôi anh chị các bạn nhá. Như vậy là Hòa đã chia sẻ với anh chị và các bạn rất là rõ ràng về bản chất của hình thức đầu tư cho vay ngân hàng, các cái hình thức đầu tư cho vay ngân hàng, các cái rủi ro đầu tư cho vay ngân hàng, rồi cách thức kiếm tiền từ đầu tư cho vay ngân hàng với anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nếu quan tâm tới các cái nội dung nào thêm nữa thì có thể comment dưới cuối video này để Hòa có thể là chia sẻ cùng với anh chị các bạn nhá. Và nếu anh chị thấy video này hay và ý nghĩa với anh chị các bạn thì có thể là like tặng Hòa hoặc là share tới cho nhiều người để mọi người biết hơn nữa. Đấy, và đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo mà Hòa chia sẻ về
đầu tư cho vay ngân hàng anh chị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.